Sony Xperia 1 Mark 3, một bộ máy xách tay về đã có mức giá trên 30 triệu đồng rồi. Thì liệu đây có phải một món hời dành cho những tín đồ của Sony hay không? Thì trong video này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Nào, bắt đầu video thôi. Trước khi đi vào những cái trải nghiệm nhanh của mình về mẫu máy Xperia 1 Mark 3 này thì mình cũng xin dành một lời cảm ơn đến tín đồ Sony đã cho mình mượn sản phẩm này. Và nếu như anh em có nhu cầu muốn mua các sản phẩm đến từ Sony như là Sony Xperia 1 Mark 3 hay là các sản phẩm tai nghe khác thì hoàn toàn hãy kích vào đường link mình để dưới mô tả. Còn bây giờ hãy đi sâu hơn vào những cái trải nghiệm và đánh giá của mình. Với 30 triệu đồng bỏ ra thì mẫu máy này có 3 ưu điểm chính. Thứ nhất là về thiết kế. Thiết kế của Xperia 1 Mark 3 nó có mang đến một sự nam tính. Sony từ trước đến nay luôn luôn tạo ra những mẫu máy mà mang cái hơi hướng cực kỳ đàn ông. Các bạn có thể nhìn thấy một mẫu máy với ngôn ngữ vuông vức và cầm lên đã toát lên cái khí thế đàn ông rồi. Mình cũng đã từng trải nghiệm một vài mẫu máy của Sony và cũng có một cái thiết kế cũng vuông thành sắc cạnh như vậy. Và cái cảm giác khi mà cầm nắm của mẫu Xperia 1 Mark 3 này thì nó không hề bị cấn tí nào. Nó có những cái đường viền mà giúp cho chúng ta cầm cảm thấy thoải mái hơn. Nếu như so sánh về thiết kế kiểu cũng vuông vuông như là iPhone thì Sony có một cái thiết kế thông minh hơn khi mà cầm cảm giác thoải mái hơn. Một cái điều mà mình thích trong phần thiết kế nữa đó chính là có nút chụp ảnh riêng. Với nút chụp ảnh riêng sẽ giúp cho các bạn chụp ảnh nó trở nên là nhanh hơn, tiện hơn và chuyên nghiệp hơn. Sony từ trước đến nay vẫn là ông trùm trong công nghệ màn hình. Chúng ta thường hay nói là TV nét như Sony mà. Thế nên màn hình trên Xperia 1 Z3 cũng không hề kém cạnh, hay là thậm chí là còn vượt trội hơn rất rất nhiều các sản phẩm khác trong cùng phân khúc. Đây là sản phẩm có màn hình 4K OLED 120Hz đầu tiên trên thế giới. Không chỉ vậy thì Sony cũng trang bị vào đây công nghệ 10 bit màu và HDR BT2020. Màn hình thì có kích thước 6,5 inch và có tỷ lệ chuẩn cinema 219. Với cái màn hình tỷ lệ 219 như này thì sẽ có rất nhiều ưu điểm. Thứ nhất là xem thông tin nó trở nên đã hơn này. Xem phim, đặc biệt những bộ phim mang tính cinema tỷ lệ 219 nó trở nên là tuyệt vời hơn. Nó sẽ không còn những cái viền đen ở hai bên nữa. Và đặc biệt là nếu như chúng ta chơi game thì góc nhìn nó cũng sẽ to hơn, rộng hơn so với những cái màn hình 16:9, 18:9 hay 19:5:9. Điểm thứ ba mà mình thích trên mẫu máy này đó trên phần camera. Camera của Sony Xperia 1 Mark 3 là một mẫu camera phải gọi là ngon nhất trong thế giới Android hiện tại. Nếu xét về thông số thì mình đã thấy quá ấn tượng rồi. Đây là mẫu máy đầu tiên trên thế giới có thể thay đổi được tiêu cự của ống kính Tele từ 70 lên đến 105mm. Nếu là về thay đổi khẩu độ thì Samsung đã làm được từ cách đây mấy năm rồi. Nhưng thay đổi tiêu cự từ một camera thì đây sẽ là sản phẩm đầu tiên và Sony là người đi tiên phong. Nếu như thông số về megapixel của trên Sony Xperia 1 Mark 3 chỉ là 12 megapixel cho tất cả camera chính thì cái phần thông số cấu hình bên trong nó thật sự là ấn tượng. Vì Sony đã có một nền tảng về máy ảnh rất khủng khiếp và đặc biệt Xperia 1 Mark 3 này đã được các kỹ sư của Sony Alpha 9, mẫu máy ảnh mới nhất của Sony, tinh chỉnh vào trong camera này. Thế nên là thông số nó chỉ là con số thôi, còn khi mà chụp ảnh lên và đặc biệt là phần mềm, tí nữa mình sẽ giới thiệu, nó thật sự rất rất ngon. Về phần mềm chụp ảnh thì đây không phải là phần mềm chụp ảnh của một smartphone bình thường, mà đây là phần mềm chụp ảnh của một mẫu máy ảnh Sony chuyên nghiệp. Vì đây không phải là mẫu máy smartphone nữa, mà khi mà các bạn mở cái phần camera chụp ảnh lên thì thấy giao diện nó rất rất giống với Sony Alpha. Từ tất cả các tính năng như là chỉnh manual, chỉnh P, chỉnh S hay là chỉnh A, nó rất là dễ. Và không chỉ vậy, cái công nghệ lấy nét của Sony Alpha được bê nguyên si vào Xperia 1 Mark 3. Thế nên khi chụp ảnh trên Xperia 1 Mark 3 thì các bạn sẽ cảm thấy là nó cực kỳ chuyên nghiệp. Nếu như những ai mà dùng cả Sony Alpha rồi nhá, thì lên mẫu máy này sử dụng rất dễ và cảm giác là nó khác biệt hoàn toàn so với thế giới smartphone còn lại. Và mình cũng đã chụp qua một vài bức ảnh rồi. Thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây, chất lượng thì Sony không phải bàn cãi. Không chỉ vậy thì mẫu máy này còn có định dạng ảnh RAW để giúp cho chúng ta có thể chỉnh ảnh hậu kỳ trở nên tốt hơn. Camera trước 8MP có chống rung 50 AES thì cũng giúp cho chúng ta có thể selfie trở nên tốt hơn này, hay là quay vlog nó cũng ok hơn. Một phần nữa mà Sony giới thiệu phần camera đó chính là phần quay phim chuyên nghiệp Cinema Pro. Các bạn có thấy là rất rất nhiều các thông số để giúp cho chúng ta tùy chỉnh nào về chất lượng 4K hay là chất lượng frame rate hay những thứ khác. Sony đã không chỉ mang một dòng máy ảnh Sony Alpha lên trên mẫu máy này mà còn mang thêm rất nhiều các cái dòng máy quay lên trên Xperia 1 Mark 3 nữa.
Thế nên là vấn đề chụp ảnh hay quay phim trên mẫu máy này phải gọi là số 1 của thế giới Android. Về hiệu năng thì đây là mẫu máy flagship, thế nên sẽ được trang bị những công nghệ mới nhất của thế giới hiện tại. Chúng ta sẽ có Snapdragon 888, RAM 12GB và bộ nhớ trong lên đến 256GB. Hiệu năng thì với con chip như vậy thì chắc chắn là sẽ đem lại cho chúng ta những cái trải nghiệm tốt nhất trong thời điểm hiện tại rồi. Về phần pin là cái phần mình lấn cấn nhất của mẫu máy này. Một màn hình 4K 6,5 inch 120Hz. Xong rồi có thêm rất nhiều các công nghệ khác như là con chip rất là khỏe 888 này. Thêm rất nhiều các cái tính năng về camera nữa. Nhưng viên pin chỉ là 4.500 mAh kết hợp với sạc nhanh 30W. Thì mình cảm thấy mẫu máy này nó sẽ hơi yếu pin một chút. Tuy là nếu như chúng ta sử dụng cơ bản bình thường hay là quay phim nhẹ nhàng thì mẫu máy vẫn có thể đáp ứng cho chúng ta được một ngày sử dụng. Nhưng mà nếu như chúng ta hardcore hơn thì 4.500 đối với mình có thể là không đủ. Và đó những cái đánh giá nhanh của mình một mẫu máy lên đến 30 triệu đồng. Và rất nhiều người suy nghĩ rằng nếu như người giàu thì sẽ mua iPhone 11 Pro Max. Và những người thừa tiền hoặc là những người quá đam mê với Sony thì sẽ lựa chọn Sony Xperia 1 Mark 3 với mức giá lên đến hơn 30 triệu đồng. Vậy thì ý kiến các bạn như thế nào? Khi mà các bạn có đến hơn 30 triệu đồng để mua một smartphone thì bạn lựa chọn Sony Xperia 1 Mark 3 hay không? Hãy vui lòng comment cho bên dưới nhé. Và nếu như anh em là tín đồ của Sony và rất muốn mua mẫu máy này hay là trải nghiệm mẫu máy này thì hoàn toàn có thể kích vào đường link dẫn đến tín đồ Sony mình để dưới mô tả nhé. Còn video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong số video sau. Bye bye.